Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HT Channel nha. Và anh em ơi, hôm nay thì có một cái bé rồng mới bán với giá là 248.000. Có anh em nào hốt không nè? Wow, còn cái bé này thì oh my god, 745.000 luôn các bạn ơi. Giá gì mà to thế. Ok, bây giờ thì ở đây chúng ta sẽ vào thu hoạch nhẹ. À, thu hoạch nhẹ vàng xíu nha. Sau khi thu hoạch vàng xong thì anh em chúng ta đến với cái sự kiện nha mọi người. Hôm nay thì anh em làm sự kiện đến đâu rồi nè? Các bạn đã lên tới level mấy rồi? Đừng ngại mà comment chia sẻ với HT cho vui nha. Ở đây thì mình đang nằm ở level 4, mình chỉ đã kiếm được 106 điểm. Cái nick này của mình mới có level 24 thôi các bạn ơi. Khu vực Arena anh em chúng ta sẽ cố gắng win thêm một trận nha. Đây, mời các bạn cùng theo HNT Channel. Chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ khu vực Arena nha các bạn. Đây. Wow, nhìn đội hình team bạn thì hơi bị khó ăn ấy. Cho nên mình đổi đội hình nào mà dễ dễ ăn xíu ha. Tiếp theo thì sẽ thay đổi rồng luôn. Còn Heroic bé này sẽ là... Đó, bộ ba team gọi là... Bộ ba này là bộ ba mạnh nhất của team HNT Channel. Với một cái nick ở level 24 nha. Đây rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái nhân vật đầu tiên luôn. Wow, ca này thì anh em chúng ta làm như vậy để cho cái thành viên phía sau này các bạn. Mình làm cái gì cũng phải cái mục đích của mình hết, chứ không có phải là thích thì làm hen. Rồi, tiếp theo thì thành viên này tầm khoảng level 18 đúng không? Ca này mình biết cũng là một cái độ khó không hề nhẹ. Level người ta 30, anh em mình mới 25 thôi. Cho nên đó là nỗ lực chút xíu nè. Pha này mình sẽ khèo nhãn cái nữa. Con này mình ưu tiên cho nó, mình cố gắng cho nó lên được chữ A cộng nha mọi người. Thành viên này thì đang mang... Ui, mình đang được tăng gấp đôi lượng sát thương luôn ấy. Nhưng mà ca này thì anh em chúng ta vẫn sẽ ưu tiên cho cái con Herismon nha. Để giúp đỡ cho tem bạn giảm cái lượng máu lại. Đó. Và sức mạnh đến từ cái bé gọi là cá chép hóa rồng của mình vẫn chưa bao giờ là hết hot cả. Victory. Êm đẹp luôn. Còn đây sẽ là... Oh my god. Thôi mình win nhẹ trận, coi như là mình đã xong nhiệm vụ rồi đấy các bạn ơi. Càng ngày lên nó càng khó, và để mình win được một cái trận này thì thiệt tình là mình tốn rất là nhiều công sức luôn. Mình làm mấy tập liên tục luôn mới được đấy. Khu vực list anh em win 4 trận. Khu vực list thì nó sẽ dễ dàng hơn với cái khu vực arena rất là nhiều. Vì ở khu vực list đội hình của mình nó là nó cũng khá khá rồi. Wow, ở chỗ này thì anh em chúng ta có một cái bước ui chà đẹp nè. Hết sảy luôn. Mình thấy có kéo được một cái đường ngang qua là kết rồi đó. À, em tiếp theo của mình sẽ là các em thuộc dòng R nha mọi người. Để mình vút ve khu vực này xíu hen. Rồi, sau đây thì anh em chúng ta... Ôi chà. Ôi chà. Ôi ngon lành luôn. Rồi, pha này thì mình sẽ ra ngoài nha mọi người. Đến với khu vực list và mình sẽ làm nhiệm vụ nha. À, ở tập trước là mình review cho các bạn xem về cái nhân vật Pokemon đúng không nào. Thành viên này thì cũng rất là dễ thương luôn. Cho nên... một con thì một tập thì mình thấy nó ít quá nên mình cho nó thêm tập nữa nha. Đây, kèm theo cái bé hệ nước luôn. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi thử thách bản thân coi khu vực này anh em chúng ta có làm được cái gì không nha. Let's go. Wow, bé Mon của mình thì bị cưa một cái lượng máu kha khá rồi. À, bé này thì level ui cha 3 sao luôn anh em ơi. Wow, con này không biết ở đâu ra mà 3 ngôi sao ghê vậy. À, hổ báo ghê hen. Ca này thì anh em chúng ta sẽ cho cái bé này đi nha. Đây là bé thuộc dòng Legend Daisy và cũng thuộc về hệ nước luôn ấy. Đó, tuyệt vời ông mặt trời chưa. Wow, ca này thì cho cái... Ui, bé này không chịu nổi đâu. Anh em mình cho cái con Heris ra ha. Mong rằng là anh em mình chịu nổi một hit. What? Tiêu rồi các bạn ơi, không chịu nổi được một đòn là mệt mỏi rồi. Ôi, ca này không xong rồi anh em ơi. Cái con Heric thì mình còn cho nó sống lại được, chứ cái con này mình cho nó sống lại là quýnh cũng không lại người ta đâu. Rồi, anh em mình cẩn thận xíu nha, cho cái con này đi vô đi. Lần này thì mình sẽ mang cái đội hình cứng cứng cáp cáp một tí ha. Chứ để quánh không lại là anh em chúng ta lại tốn tiền nữa đấy. Wow, giải quyết gọi là nhanh gọn lẹ tốc độ nè. Đó, phải tính toán kỹ lưỡng nha mọi người. Tên bạn có cái con Heris level tới 30. Anh em mình hiện tại thì cái con Heris của mình cũng chỉ level 25 thôi. Cho nên nó là... Đó, các bạn thấy cái lượng đam của nó không? 35.000. Trong khi anh em mình thì cố gắng lắm cũng được tầm khoảng 30. Cái này có 28 luôn ấy. What? Nữa hả?
lại một pha căng não nữa rồi anh em ơi. Ôi rồi mình cũng ráng ráng đi chứ thiệt tình là không biết sao, con này nó khỏe quá. Rồi sau đây sẽ đến với cái nhân vật dấu ấn rồng xanh. Ôi ôi, ca này còn tầm 2 hit luôn ấy. Đang bạn thì còn con level 25 mà con này mới có chữ C thôi. Rồi hên quá các bạn ơi, anh em mình trận này tốn tiền nhưng mà tốn tiền thì nó qua được chứ không phải là tốn tiền mà không qua nha. Đây. Wow, không ngờ cái con Herismon level 30 nó lại lợi hại đến vậy. Mình cũng ráng ráng đi, mình ráng ráng mình cho cái con Heris của mình lên luôn ấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái hiệp thứ hai nha. Ồ, tính ra về anh em mình đâu có hoàn thành xong nổi cái nhiệm vụ đâu hen. Ồ, chắc có lẽ là thêm tập sau nữa. Tập sau nữa anh em chúng ta sẽ vượt qua được cái nhiệm vụ của cái khu vực đó chính là Advent Mythicat ha. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ tập khoảng 13.000 mấy, không biết mình đam nổi không đây. Wow, được luôn. Và nhân vật Biki, ca này thì mình sẽ cho nhân vật Heru Legend đi, rồng miệng rộng đó. Victory, mình mà lên được level 25 đó là anh em chúng ta sẽ mở được cái này nè các bạn, unlock được cái khu vực ấp trứng nữa nè. Cái khu vực ấp trứng này thì hơi bị ngon luôn ấy. Rồi anh em chúng ta sẽ tiếp tục đi xây nha, mình còn xây tầm khoảng 3 lần nữa thì chúng ta sẽ xây được một cái nhà gọi là nhận game mỗi ngày. Mỗi ngày 24 tiếng chúng ta sẽ được nhận một lần nha. Sau đây thì anh em chúng ta sẽ ra chơi cái sự kiện. Ui cha, sau đây mình có được có 6 điểm chúng ta ít dữ vậy. Rồi sự kiện đó không được thì mình sẽ vào sự kiện này ha. Đây ôi cho rồng ăn 35 các bạn ơi. Để mình coi coi con nào mình cho nó ăn đỡ 35.000 nha. Bé nào bây giờ ta. Đây để mình đi nghiên cứu coi. Mình phải ngâm cứu mới được. Dòng Legend thì mình đều cho lên level 25 hết trơn rồi. Còn lại là mấy dòng cấp E. Ok cho con cấp E này lên luôn ha. Ui không đủ, quên nữa, mình quên mất là Matt là level 25 rồi. Mấy con dưới level 25 mới được. Đây chẳng hạn như Pokemon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Rồi hoàn thành xong. Ui chà, bấm lộn nút hang. Hoàn thành xong rồi nha mọi người. Rồi ra lãnh thưởng nè. Hai trận khu vực list nữa, một trận trong khu vực west. Ok. Đây các bạn, để cho anh em, nhiều bạn hỏi là anh làm nhanh quá em không nhìn kịp. Đây Win West Better Hang. Rồi bắt đầu thôi anh em ơi. Wow, ca này phải có con này mình mới đánh được. Còn ở đây thì ôi thôi hai tôi bị kẹt nữa rồi. Bị kẹt nữa rồi anh em ơi, không đánh được trong khu vực này rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi sự kiện nha mọi người. Hiện tại thì anh em chúng ta đang có được 109 điểm nè. Rồi bây giờ thì đó, quậy nhẹ xíu hang. Đây một cái đường ngang qua nè. Wow, chỗ này mà phải chỉ có chiếc lá liền cành nó rơi xuống thì hay biết mấy hang. Đó. Wow, ở đây thì các bạn lên được level mấy rồi nè. Hiện tại thì mình đang nằm ở level 4 luôn nha. Pha này thì có cái cách nào không nhỉ? Anh ta đang cố gắng nghiên cứu coi. Ui chiến tài định kiếm một cái ngôi sao năm cánh nhưng mà thiệt tình cánh không nổi luôn ấy. Đó, để mình nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Nghiên tới nỗi một hồi là mình nhìn mình không thấy đường để đi luôn á các bạn ơi. Giống như bị hoa mắt ấy, mình kiếm mà tầm khoảng 3 nhìn nhiều khi một hồi chả thấy luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đếm cái nè. Hình như là chả thấy cái nào 4 luôn ấy. Rồi anh em chúng ta vẫn ưu tiên lấy cà nha các bạn. Cà hiện tại là nó còn tới 40, trong khi chuối anh em chúng ta còn có 21 hả. 21 trái chuối nữa là xong rồi, cà thì nó nhiều quá. Wow, một cái 4 nữa đi. Rồi để mình coi coi, hình như là chả thấy cái khu cà nào còn nữa ta. Qua đây nè. Rồi anh em chúng ta có một cái đường nổ nè các bạn ơi. Đường này thì mình lấy cái đường rồi. Lấy đường dưới ha. Mà đường dưới có 3 luôn rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta cho nổ nhẹ cái đi cho nó tạo ra những cái mới các bạn. Đó.
Rồi, ok. Đẹp luôn. À, cần 29 trái cà nữa. Rồi, giờ anh em mình ưu tiên cà đi ha. Còn chuối bỏ nó qua một bên đi. Chứ thiệt tình là bây giờ nó dư dả quá rồi. Đứa đó thì... cái thì có cái đóng, còn cái thì thiếu quá chừng. Đó. Wow, được cái gương nữa. Cái này giống như cái khiên vậy đấy. Ôi, được những ba nữa ha. Mình thì cái này phải chi mà ra được cái màu vàng đó các bạn. Cái màu vàng nó có giá trị hơn ấy. Rồi, bây giờ thì mình được bao nhiêu rồi? 9, 24. Ui, vẫn kiếm không có hen. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên cho mình một subscribe nha. Đây, anh em nhớ đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên để ta ra video hay là livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui nha. Wow. Đây đây đây. Cái trái cà này mà giảm xuống 5 bước nữa là ok lắm luôn. Hết cách rồi các bạn ơi. Mình gọi là ráng lắm rồi nhưng mà mình tìm không ra được đường đi. Rồi lên level 5 luôn và 8 trái. À nè, mình gần lấy được cái con VR nữa rồi nè. Đây con VR nè mọi người. Mình còn 8 trái cà nữa hen. Và đây còn 70 điểm. Rồi. Đây nè, chúng ta còn tầm khoảng 4 trái nữa. Wow, cái rương này mà hên thì lại ra được một con VIP nữa xem. Nhưng mà hình như cái độ hên của mình nó đang bị thiếu hay sao ấy. Rồi, chúng ta còn có 2 trái. Đây, đưa được cái em gọi là rồng mới về rồi. Ui, cha con này dễ thương phá luôn nè. Con này thì thuộc dòng VR nha mọi người. Wow, mình vuốt ve nó nhẹ cái nha. Hiệu ứng của chú ấy đó là có cái con giống như là cái con gì đó lại ghẹo chú ấy. Mà chú ấy đớp mà đớp hoài không dính luôn. Rồi, một em. Và các bạn ơi, video cũng khá là dài rồi. Và hát xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.